Hello, what is good everybody? Welcome back to my channel. It's your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chalky Nguyễn. Yeah, baby. That's right. Yeah, thì cái reaction video vừa rồi thì tôi cũng nhận được khá là nhiều gọi là cái gợi ý từ các bạn và cái yêu cầu từ các bạn là tôi nên làm cái reaction cho một cái sản phẩm mới của Ren Evans tên là Call Me. Và đây là một cái official music video luôn. Thì chắc là các bạn cũng biết đó, tôi là cũng tự nhận tôi cũng là một cái fan cũng hơi bự của Ren Evans. Tại vì hầu như là những cái sản phẩm của Ren Evans là tôi đều làm reaction hết. Ở trên TikTok hay là YouTube thì tôi luôn làm cái mọi cái reaction cho những cái sản phẩm mới của Ren Evans. Thì đây lại là một cái MV mới nữa, một cái sản phẩm mới nữa của Ren Evans. Thì tôi rất là mong chờ cho cái sản phẩm này luôn. Tại vì trước khi mà tôi bấm quay cái video này thì tôi có thấy là cái sản phẩm này tận 6 phút 14 giây. Tôi không biết nó sẽ có nội dung như thế nào, nhưng mà có vẻ như là cái MV này nó hơi dài. Thì ok, không có lời em các bạn nữa. Thông qua đây thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cái sự ủng hộ của các bạn, và cũng như là hiện tại thì cái channel của tôi cũng được 40.000 sub rồi. Thì cố gắng chúng ta sẽ đạt được 50.000 sub trước khi kết thúc năm 2023 nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, hoặc là bữa giờ các bạn xem qua mà các bạn chưa bấm nút subscribe, thì đây là lúc các bạn bấm nút like cho cái video này, bấm nút subscribe ngay lập tức đi nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tôi có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram. Tôi có đăng thêm những cái reaction của tôi trên TikTok nữa, nên là nếu mà được thì mọi người có thể check qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, không có thời gian nữa, let's go, bắt đầu thôi nào. Call Me Ren Evans, 6 phút 14 giây. Em dài thế nha. Ai chưa lấy nước, ai chưa có ly nước hoặc là chai nước kế bên mình thì đi lấy ngay bây giờ đi. Ok, always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo, chỉ muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Uống nước và chúng ta bắt đầu thôi nào. Go. Ok, để coi là chúng ta sẽ có cái gì. Let's go. Từ từ cuốn. Tôi nhìn không làm của NTNTR hả? NTNTR, ok, damn. Được thế nhờ. Tôi rất là respect những cái sản phẩm của NTNTR làm ra luôn á. Wow, nhìn cinematic nha. Ok. Mọi hành động, hình ảnh, nội dung trong MV là sản phẩm của trí tưởng tượng, không khuyến khích khán giả làm theo những hành động, những hành vi không phù hợp. Ok, nghe chưa mày? Coi thôi, không có làm theo, mày nghe không? Mày đừng có ảo nha. Đừng có ảo nha. Let's go. Bạn cái bạn này là đóng phim 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 Trịnh đúng không? Trịnh Công Sơn đúng không? Đúng không? Tôi có coi nè. Đúng không ta? Phải không ta? Tôi nhớ không lầm là vậy. Nói chung là ai coi phim Trịnh rồi thì sẽ biết. Ok. Được thích nhờ. Can you
vùng nhiệt đới, còn chúng ta là gì em ơi, là sao? Là sao? Ý là có lâu lâu có mấy câu, những cái sản phẩm của Rain Event nha, là lâu lâu có mấy câu là kiểu tôi làm cho tôi kiểu rất là suy ngẫm luôn. Giống như là giống như bài này đi. Việt Nam là vùng nhiệt đới, còn chúng ta là gì em ơi? Là gì? Nè. Việt Nam là vùng nhiệt đới, thì mình là gì em ơi? Đừng thấy trái tim của vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm anh không ghen sầu để đi đón em đưa lên bên họ. Hay vậy? Câu chuyện mà một mình anh nghe. Và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đôi nhau câu thề. Thời gian cứ trôi sao anh chưa về? Chỉ muốn nghe giọng của mình em thôi à. Can you call me, call me, call me, call me, call me, call me till you fall in love. Damn. Can you call me, call me, call me, call me, call me, call me till you fall in love. Wow, cái MV này quay kiểu cinematic lắm luôn á. Đừng thấy trái tim của anh vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm anh không ghen sầu để đi đón em đưa lên bên hồ chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe và giây phút anh đưa em về miệng thì cứ quên đôi nhau câu thề thời gian cứ trôi sao anh chưa về chỉ biết đi tìm em trong cơn. Wow. Okay. Khó hiểu, một là Việt Nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì hả em ơi, đó là một. Thứ hai là tại sao mới đụng xe xong thì vừa mới tai nạn xong thì là mình không quyết định là mình hỏi thăm nhau, là giống như là thí dụ đi, giờ thí dụ đi tôi đang chạy đi đó, ví dụ tôi đang chở người yêu tôi đi, ví dụ xe tông đi đúng không, rồi tai nạn đúng không, tai nạn đúng không, đó giờ tai nạn đây rồi. Rồi mình ra xe mình kiểu như là em có sao không, hay là anh có sao không, mà anh bị cái này em bị cái này đúng không, chuyện ra mình hôn nhau là sao? Thế là đó là hai thứ mà tôi đang không hiểu ở đây nha. Nhưng mà một lời khen là cái MV quay quá đẹp luôn á, rất rất là chỉnh chu luôn, về màu sắc ha, về câu chuyện thì nói chung là nãy xem thì chắc là cũng hiểu về về câu chuyện rồi đúng không. Và diễn cũng, ý là tôi không biết nhưng mà tôi cảm giác như cái nụ hôn nó khá là thật ha, nó khá là nồng cháy ha. Mặc dù là tôi không hiểu tại sao là tai nạn xong thì mình lại mình hôn nhau chứ mình không đứng lên mình hỏi thăm nhau. À, cái đó là tôi không hiểu thôi. Ok. Hùng rất là thiệt đúng không? Hùng rất là thiệt luôn. Cảnh quay cũng đẹp nữa.
đó, thế à, nè, thí dụ đi. Bây giờ quỳ xuống mình hôn nhau vậy đúng không? Cái xe thì đang trái đúng không? Nè, ở đây là cái xe nằm giữa cái gụ, là tức có nghĩa là cái va chạm nó rất là mạnh, là từ cái đường, cái xe từ cái đường nó bay thẳng vô cái gụ đúng không? À, tức có nghĩa là va chạm rất là mạnh, cái xe nó đang trái đúng không? Thí dụ mà mình tai nạn xong mình ra, hiểu không, mình hỏi thăm nhau xong rồi xe nó trái thì mình ra chỗ khác đúng không? Bây giờ tự nhiên mình đứng hôn, mình ngồi, mình quỳ, mình hôn nhau rồi lỡ cái xe này nó nổ thì sao? Đúng không? Ai giải thích cho tôi đi. Đó là cái điều tôi không hiểu ở đây thôi. Có thể là cảnh nó đẹp thiệt đó, nhưng mà ở ngoài đời thiệt thì có ai làm vậy không? Tôi nghĩ là không, đúng không? Ví dụ mà tôi đi, thì tôi ra mà tôi thấy cái xe nó trái vậy đó, là có thể là tôi bỏ người yêu tôi chạy luôn. Có thể thôi nha. Đó, ý cái này là tôi nói cái gì mà nó phải hợp tình hợp lý. Ai mà hung mà cái xe nó gừng nó nổ cái đùng cái gì chứ. Mà cảnh quay rất là đẹp nha, quay rất là đẹp, diễn rất là thật. Có cái này là tôi thấy là nó không thật rồi. Coi lại khúc hùng này thấy cũng nằm nhiệt. Nó trái mà nghe vạch đúng không? Thấy không? Vẫn ngọt được, vẫn hung nhau, không chạy luôn, không chạy là không chạy. Biến mất á, không có thật á, lôi trôi 101-6801 rồi hết rồi. Ok, wow. Trước hết thì ngoài những cái mà tôi giỡn ra thì thực sự đây là một cái MV rất rất là chỉnh chu, rất là đẹp luôn. Tôi nghĩ đây là một trong những cái sản phẩm mà tính riêng MV thôi ha, là một trong những cái sản phẩm mà gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất từ Randy Vân luôn á. Có thể là cái bài Việt Kiều trước đấy của Randy Vân nhìn thì nó cũng kiểu nghệ nghệ, nhưng mà tôi cảm thấy cái bài này nó kiểu là next level luôn. Về cái phần nhạc thì rất là lạ. Tôi đã nói ở rất là nhiều ở những cái reaction video trước đấy cho những cái sản phẩm của Randy Vân rồi, thì đối với tôi là Randy Vân là một cái màu nó rất là khác biệt so với gọi là những cái ca sĩ ở Việt Nam của mình luôn. Có thể là bạn Randy Vân này rất là trẻ, và thậm chí bạn là một trong những cái nghệ sĩ mà của thế hệ sau này nữa, nhưng mà bạn đang represent cho, bạn đang đại diện cho kiểu cái dòng nhạc và kiểu như cái màu sắc âm nhạc của riêng bạn luôn. Đây là một trong những thứ mà tôi rất cực và cực kỳ respect Randy Vân. Yeah, và cái bài nhạc này nó nghe nó cũng hay, nghe nó kiểu như gọi như thế nào, châu Mỹ hả? Nói chung mà nghe nó kiểu hơi có tí xíu Latin trong trỏng á. Nghe kiểu là các bạn sẽ, một người nghe nhạc bình thường thì nghe thì các bạn sẽ muốn đứng lên và nhảy theo nó và kiểu muốn feel theo nó. Thì riêng cảm giác của tôi thì tôi cảm giác là như vậy. Thì chỉ có hai điều là tôi không hiểu, đó là Việt Nam là vùng nhiệt đới và thế là chúng ta là gì, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là
đụng xe xong thì tự nhiên mình hung nhau, mình không chạy, trong khi đó chiếc xe đang cháy thôi. Đó đó là hai thứ mà tôi không hiểu thôi. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm Call Me của Randy Bin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà đã gợi ý cho tôi làm cái reaction cho cái sản phẩm này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mà các bạn thấy vui và tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn thì hãy đừng quên bấm like cho cái reaction video này nhé. Nếu được thì có thể chia sẻ hoặc là share cho tất cả những cái người bạn của các bạn. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn các bạn ở reaction video tiếp theo. Nhớ uống nước nha. Nhưng một khi, peace and I'm out. Bye guys. Tạm biệt.